Thế thôi, đầu đấy thôi. Sao cha mẹ làm sao? Sao được làm sao con áo? Gần quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay đưa anh ạ. Kìa mỗi cái mắt chặn không không kìa. Đây hả? Đấy. Ê trời. Chưa đi được. Làm ác quỷ à? Không mặt làm, có mỗi em thôi. Trành kìa đây, trành kìa đây. Nhìn đẹp trai vết như hỏi nhỉ, như dân hỏi nhỉ. Nhỏ 50. Nhỏ 50. Người to hay cái nhỏ? Thử mặc cả thử. Cho cái này 40 nha. Cái này em không mặc kém giá 70 đâu. 70 à? Lấy ra hàng khác ạ. Ờ. Anh Tuyền nói gì em? Đây quên mất cắn đi. Cửa nhà mà cứ lấy mà điểm. À, bảo ba Tuyền mua cho. Vừa làm cái. Em á. Và chị ta lấy ra cái đi như thế. Ai cho em điều. Không rồi á. Không rồi á. Em muốn hồi đeo cái trời của nhà không dùng. Về nhà không dùng. Mày nó đẹp. Đấy, mày nó đẹp. Chị lại thích con bút bê giấy trên kia ghê luôn. Mấy cái này rồi. Bác gì ấy? Nhà mình thì nhà mình có tăng quần. Cái này 30 nhá. Một cái đồ đây đi ra là một đây nhá. Một đây nào. Con lấy màu nào? Đang sáng ấy, không sáng. Đây đứa nào còn sáng á. Quay à. Này là có gì đẹp đẹp mua về áo trải không nhỉ? Em đi trải. Để đi ở đây tí tí quay lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ, đây mặt lạ này. Mặt lạ này nhớ chuồng, nó sẽ bên này nhá. Đây đây. Mặt lạ đây anh chị ơi. Đây muốn quay thì phải nhìn vào. Anh đi đi. Đây, chợ đêm quanh như này.